nghĩa là bà cầm mà không có lau, em mới kêu bà bỏ 10 triệu đi lấy rồi sao cái chân như này nó hớt cái nhắn cho mình rồi xong nó lấy hơn nó lấy nó có một cái máy làm chặt 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 chặt. Trời ơi, tôi nói bây giờ công nghệ nó mới rồi, bà cãi không, tôi đi làm rồi, tôi không biết, phải như tôi cái đó tôi không làm, tôi không biết. Tôi đi làm rồi, tôi nói thiệt bà vô trong đó nó sắp hàng, nó cái lắm. Chuyển thường. Rồi, mồi, mồi về đây. Việc quay gì đó. Dịch bự lắm á. Xuất sắc luôn. Mua ở đâu nhỉ? Mua hầu cơ. Đầu năm mà ăn dịch hả? Ăn trái cây rồi nó đổi vậy. Tiệm còn ngon là mua à. À, chương trình này là chương trình được tài trợ bởi nhà tài trợ vàng Trần Thị Chất và anh đây cái cặp bánh mì chỗ nào. Hình như thấy gì chứ bắt đầu chảy nước miếng rồi đó. Cô câu với lại cái gì á là của bà đó. Không ai giành được cái phô câu với lại cái bà thích ăn phô câu với cái đầu. Mình sợ hai cái đó gần chết luôn, bà thích phô câu với cái đầu. Tiệm này quay dịch rất là ngon luôn nha, không thấy mỡ. Ngon à. Trời ơi ngon ghê. Miếng thịt nào, miếng thịt đấy. Chất lượng. Khoan để con lấy ba cây nhang con cúng trước chất. Mình đừng có đụng vô. Cầm. Sao biết cô? Dịch người ta ngon vậy cô, ăn đi rồi kìa. Bà cầm bà lấy giùm tôi ba cây nhang chứ. Ủa, sao nữa? Để 1 giờ tới giờ. Cầm qua ngồi kế chừng đây, em hỏi chút đây. Ủa còn kế má có chịu hả? Trời chứ sao má em ngồi, em ngồi với ai chờ? Ngồi kế. Thấy gì chất buồn rồi mua mồi rồi mới mời gì chất rồi mời Tướng Nguyễn lại ăn cho hai vợ chồng kết nối yêu thương lẫn nhau. Chương trình này là định cúng thắp nhang để cho hai vợ chồng là đám cưới bàn đám cưới với bạc lại nó ăn đi chất cô cầu đó cô cầu đó. Chất ăn hết con vịt này cũng mua cho con vịt khác ăn. Rồi bà cầm bà cũng quay nha. Rồi bà đăng lên cái trang cá nhân của bà. Rồi xong rồi bà nói là có chồng bao. Bà phải nói đàng hoàng anh bảo anh mua. Hiểu không? Con vịt này là của bà hả? Ủa vịt này của bà hả? Ôi sao hay dữ vậy? Trời ơi. Trời ơi. Vậy thôi cảm ơn con cầm. Mình là ăn quả nhớ kẻ trồng cây à. Bà có cần tôi thắp nhang cho bà không bà cầm? Ủa em cảm ơn chị cầm. Quá mày bỏ 100.000 ra mua sụp đi. Đó chương trình này là Mộng Cầm tài trợ. Cảm ơn Mộng Cầm. Chớt cảm ơn Mộng Cầm đi chớt. Mời mọi người ăn chung cho vui nha. Của ai chơi em không? Thầy không? Thầy không? Thầy không? Bà Lan có cho em hả? Bà Lan kêu em hả? Thôi kệ đi ăn đi. Giờ bà cứ thầy với bà. Không phải em. Tôi không ngờ bà Lan á là má của ông Khoa. Bà không cho tiền Khoa mà bà cho tiền bà.
hay thì chết trời trời, bà nói sao mà bây giờ má con người ta trục trặc với nhau. Bà là gây ra cái nói loạn của gia đình của người ta. Tươi ngon ghê. Nấm mèo. Ê chất chất quay qua kia. Quay qua kia. Trời ơi bà muốn ăn mình hay gì vậy? Tướng Nguyễn tới. Chồng về chồng mà đến đây. Tươi. Anh ơi mới dọn ra em còn chưa ăn được gì, em chưa còn chưa đổ được cái miếng bia nữa. Bây giờ nói lại tình xưa thì vợ ngồi cái chồng ngồi đâu nữa. Ủa? Ủa anh đi đâu chứ? Chừng cố gắng gắn là quay là không có quay dính bà cầm á nha. Mọi người lâu lâu có tiếng bả cũng thông cảm nha. Không thấy hình mà cũng không thấy tiếng luôn, cố gắng lắm rồi đó. Cái gì chứ cũng tội nghiệp bà cầm quá. Bao nhiêu cái gì mà la mắng rồi là bà cầm phải nhận hết rồi, tội nghiệp. Đó, tà lanh tà lẹt không hả? À? Kêu bà Sơn thì để bà Sơn. Ôi, mặt anh nghiêm quá mọi. Nhìn mặt anh thì muốn sợ ghê trời. Thôi ngồi tránh ra. Mới vừa ra tới nè. Nhìn mặt nghiêm quá. Đủ chưa? Dạo này thấy anh nghiêm trang quá sợ, mặt lúc nào cũng hồng ngầu chất. Chất ơi con mà còn sợ ảnh nữa là không biết chất có sợ ảnh không. Trời ơi mặt ảnh dạo này nghiêm ghê, nhìn mà biết sợ rồi. Vô một cái đi anh. Xương đâu? Đây để điện mà cho. Rồi mời mấy huynh mấy đệ về ăn phù hộ cho Tuấn Nguyễn làm ăn phát tài phát đạt ha. À, mấy huynh mới có hai ngụm mì và bảo căng thẳng. Ăn thịt vịt nha, uống bia phù hộ cho anh Tuấn Nguyễn làm ăn phát tài phát đạt phát lộc, để trong năm sau anh Tuấn Nguyễn sẽ dắt nhóm mày đồ đi chơi nhiều tí xíu. Rồi em mời mấy huynh mấy đệ của anh đó anh Tuấn Nguyễn. Rồi vô cái nè. Thì đó uống mấy bia nha mấy huynh mấy đệ. Rồi. Cay quá. Trời coi bỏ ớt luôn chứ. Có anh Việt Triệu ở đây rồi. Hồi nãy thấy chất buồn rồi thì bây giờ muốn nói gì cứ nói. Ảnh bây giờ ảnh chỉnh rượu vào thì lời sẽ ra. Những cái lời nói của người xỉn rượu là lời nói thật lòng không? Giờ nói đi, không còn cơ hội để mà nói đâu. Không còn cơ hội để mà nói. Nói làm gì mà lý nó hoài vậy Tấn Nguyễn? Ăn thôi mà. Định chính xe 10 vàng thì cũng phải bỏ qua ha. Má có lòng đồ cắt má. Có thể không có lòng bây giờ cắt. Ủa thì tóc thấy vô cái má. Má thấy không? Tại vì nó quay hoài, quay cái vụ gì đâu không mà ơi. Không, tôi đang quay chế tóc. Đó, đó, với đó. Chế chân mày đó. Tôi nghe cái này cũng lạ lạ biết không? Có nghĩa là bà cà mà không có lòng em mới kêu bà bỏ 10 triệu đi. Lấy mà sao cái chân như này nó hớt cái ngắn cho mình. Rồi xong nó lấy hết. Nó lấy, nó có một cái máy làm chập 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 ch
Trời ơi, tôi nói bây giờ công nghệ nó mới rồi, bà cãi không, tôi đi làm rồi, tôi không biết. Phải như tôi cái đó tôi không làm, tôi không biết. Tôi đi làm rồi, tôi nói thiệt bà, vô trong đó nó sắp hàng, nó cấy chân trọng, nó lấy bằng tóc này, nó cấy vô đây nè. Trời ơi, tôi dắt bà lên trên đây bà coi. Ừ. Dạ, ai đánh lông này đi cấy. Tôi đã đi làm rồi, tôi biết rồi, tôi mới kêu. Vô bảo. Trời ơi, tôi đi làm rồi. Triệu đồng làm gì có đồng bảo. Tôi nói 10 triệu là đủ rồi, nó bao luôn cho mình luôn. Rụng nó vô nó làm lại cho mình. 10 triệu đi. Mà để dành mà làm. Nhưng mà để vô hoài hả? Chất thì cấy lông mì, bà cầm đi cấy ở dưới. Cấy cho mày. Chất thì có bà có con chùm nhỏ gì là được rồi. Đâu mà chất. Nhưng mà chứ nói rau cá chê. Ờ chứ có con chùm giống như rau cá chê vậy đó. Được rồi. Thì cũng có được, cũng được, cũng không xui. Nhưng mà con chùm nó trụ lũi nè. Không có còn sống sót đó, còn không là nó chết nữa. Nó chết rồi, cái thằng chết. Cái thằng sống là chết sướng hơn. Có nghĩa là không có lòng ai ở chứ. Không có lòng là chết. Quá chẳng để tôi cũng vô, không để tôi vô chết luôn rồi. Tôi xém mà. Tôi xém là đi nữa quay nữa. Em chưa đủ lép rồi, cho em 5 phút nữa đi. Cho 5 phút nữa được không? Quay mà quay đây có gì đâu mày quay. Tôi sợ. Quay cái gì mày quay cho nó chắc là cái gì đồ thì mình quay. Mày cầm lên mày quay clip bấm người đâu coi đâu mà mày quay hoài. Quay cũng bị chửi chứ thấy không? Ở mai nè, con dắt gì chất đi phong cảnh khác quay. Đi Đầm Sen quay. Vô Đầm Sen quay nè. Mai đi Đầm Sen anh. Không má. Cho à. Lên cái cối quay mà cao cao á lên á. Ờ đúng rồi. Cho bà đi tàu luyện lượn xuống tóc á, nó ngược đầu á, ok. Ờ. Vô coi phim 5D với ảnh. Vô đó đi bộ dữ lắm, chắc đi không nổi đâu. Ờ, sợ bà đi không nổi thiệt luôn á. Nhiều lắm. Vô Đầm Sen đi bộ chết cha luôn. Hả vậy là không bằng hả? Đúng rồi, bệnh nổi đâu. Nghèo quá, bệnh này. Nói chuyện không nổi, nói chuyện muốn khóc luôn rồi. Ăn đi. Chắc huyết áp nữa rồi, bị huyết áp nữa. Trúng gió hay gì vậy? Khuôn mặt bắt đầu xanh xao rồi đó. Đường lên phải không? Đường lên quá à. Chạy ra nhà thuốc cho đo thử rồi sao? Này sáng nha. Đo huyết áp nè. Bà có sử dụng. Sương ơi, động lực lên. Chị nói khỏe khỏe, chị mới khỏe lại. Mệt đi không nổi luôn rồi. Giờ cái chán bà coi nóng không? Rồi, rồi. Bà chất ba đẻ hay gì? Trời ơi em. Rồi em đi tiểu. Màu giống quỷ quá. Bạn đứng lên chỗ đâu ta tiểu lát vô đi ngủ nha. Tiểu lát chạy đi ngủ, chờ tôi ngủ đi. Rồi giờ chỉ ăn trái cây hay gì nè. Trời ơi, trời ơi, qua khu này. Dữa ơi. Lấy chai nước dữa. Anh ơi. Ủa cái miệng anh bự quá, bỏ trái táo lọt cái miệng anh luôn. Chưa tắt chưa? Từ từ, còn xíu nữa. Ta nói ăn cây táo rồi đào cây sung. Còn ha. Đây em cắn nó. Công mình thuốc lồng. Cũng để tôi vô quấn này tại đây có đây. Nó mà chở là mắc cười, nó chở là mắc cười. Mỗi gì hết à, mình nhìn đây. Để giòn ra luôn. Ông luôn. Nó ăn cái đó giống tụng tụng cái mù cầu. Trời ơi. Đó, ăn giống cái mù cầu. Cái mù còn được như trái táo cũng mừng nữa. Sao?
sao được, có sao mày biết cá chê cá trắng. Bà khỏi cần giờ cá chê cá trắng Long Hải bà lên bà tụt của bà dở quấy lên chứ thấy. Lấy quần clip tao tưởng mất tiếng đồ bảo hiểm cây vô quần clip của tao. Mày nhắc tao lên tưởng mất tiền. Lên sống mà bà tao chẳng tưởng đeo mất tiếng. Hối lên có quần clip của tao. Cái gì sàn đó này tiếng rồi. Còn con này nè cá đổ qua bồ đồ mặc lên ai cũng cù quá trời đi dần dần. Nó nóng đầu gần chết. Rồi với gì xương cá đi anh. Rồi tắt đây trời. Chị chất giờ mệt rồi, giờ muốn nằm kế anh Việt Kiều nè. Bây giờ bà chảy cái gì tắm mút của cái xô đá nè. Chất nằm đó hả chất? Có nghĩa là bây giờ bà thấy ông anh ở đây, bà không ngủ ở bên kia được, bà qua đây. Anh hiểu không? Mà đợt này biển động quá, đợi tính ra ngoài ra ăn trực tiếp trên ghe luôn mà tiếp tục. Nằm đây hả? Anh dám đi rồi đó. Bởi vậy ta nói nha, chồng già á. Bởi vì chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng đầy trẻ là cái gì anh? Có điện thoại không nói chuyện được rồi. Cố